Chào mừng quý vị khán giả đã quay trở lại với Ai Cũng Có Chuyện. Mỗi một tuần chúng ta gặp nhau một lần trong không gian này để có thể lắng nghe câu chuyện được tỏ bày từ rất nhiều khách mời đã tin tưởng và lựa chọn chương trình để có thể bày tỏ lòng mình. Và chúng tôi cũng hy vọng rằng quý vị khán giả khi theo dõi Ai Cũng Có Chuyện dừng lại ở những câu chuyện như thế này, chúng ta hãy có một tâm hồn rộng mở và hiểu rằng việc những câu chuyện bày biện ở đây không nhằm mục đích để tạo nên thêm những cái điều méo mó cho cuộc đời. Chúng tôi thực hiện chương trình chỉ với một tâm ý rất quan trọng, đó là việc chúng ta cùng lắng nghe nhau để có thể cùng nhìn ra những kinh nghiệm mà đôi khi trong cuộc sống của mình không có cơ hội để mình trải nghiệm. Thì thôi, hãy quan sát cái trải nghiệm của người khác để làm chất liệu cho cuộc sống của mình. Và khi mà mình cần giải quyết một câu chuyện tương đương, một tình huống tương đương, thì chúng ta sẽ có những cái thông tin tham chiếu để mình có thể bớt sai nhất có thể. Còn ngay bây giờ thì chúng ta sẽ đến với câu chuyện của nhân vật tuần này. Dạ, em chào chị Tô Nha, em tên là Huỳnh Thanh Liêm ạ. Em 28 tuổi, em đến từ Bến Tre và em hiện tại đang làm media cho một cái công ty điện thoại ạ. Nếu như mà phải nói một cách khái quát, cái câu chuyện mà ngày hôm nay mình chuẩn bị kể, thì em sẽ có một cái tựa đề gì để đặt cho nó? Em nghĩ tựa đề em đặt cho nó là Huỳnh Thanh Liêm đã chết vào năm 25 tuổi. Rồi ta đang ngồi để ta nói chuyện với ai đây? Tự nhiên cái tôi sợ ma ngang luôn vậy đó. Dạ. Nghĩa là đây là một Huỳnh Thanh Liêm khác. Khác dạ. Đã được tái sinh. Dạ đúng rồi. Phiên bản này tốt hơn cái phiên bản kia không? Tốt hơn, hoàn thiện rất là nhiều và là một con người khác luôn. Tôi đã chết từ năm 25 tuổi. Dạ. Vậy thì người ta muốn chết thì cũng phải có lý do. Em sẽ bắt đầu câu chuyện của mình từ cái tình huống gì để khán giả có thể hiểu được trọn vẹn về cái chết của một Huỳnh Thanh Liêm ở năm 25 tuổi. Chắc có lẽ là cái lúc mà em bước chân lên Sài Gòn vào lúc 25 tuổi. Lúc đó thì em kinh doanh, em bán online á. Em thì là một đứa dân quê thôi. Em bước lên Sài Gòn em làm, em bị một bạn rất là mắc cười, là bạn rất là nhỏ tuổi. Thời điểm đó thì em được nhiều người biết đến á, nên em rất là háo thắng. Em nghĩ là tôi làm cái gì chắc cũng sẽ thành công. Em ơi, ở đời đó mình già chứ chắc mình đã khôn. Dạ đúng rồi. Người ta sẽ già và người ta phải khôn, nhưng hai cái điều đó đôi khi nó không đi cùng với nhau. Dạ. Lúc đó em tưởng vậy đúng không? Rồi cái bạn mà em nó nhỏ hơn á, là thực ra là nhỏ hơn bao nhiêu? Chỉ có tin không, lúc đó em 25 tuổi mà bạn đó mới có 19 tuổi á. Tính ra cũng đỡ tức em, và có nhiều bạn 14, 15 tuổi là đã rất là sành sỏi rồi. Dạ. Vậy thì cái lừa đấy, nếu như nói thiệt là nhanh thì lừa tình hay lừa tiền? Dạ lừa tiền thôi, công việc thôi. Rồi bây giờ diễn biến làm sao? Háo thắng, dạ. Mình muốn có cơ đồ gì? Bây giờ mình háo thắng đến mức nào để rồi mình bị che mắt như vậy? Trước đó em bán hàng rất là được. Em bán món gì thời điểm đó? Thời điểm đó thì em bán mỹ phẩm trong Việt Nam mình sản xuất ra bán thôi. Bạn đó mới kiểu dạng chơi thân với em, mà thôi thời gian đó thì em cũng có thân với bạn đó thật. Xong rồi thì bạn đó mới nói là anh ơi, bây giờ anh nhập mỹ phẩm về anh bán đi. Anh nhập số lượng lớn thì nó sẽ rẻ. Thì em mới nhập, thời điểm đó là em nhập 100 triệu. Mà lúc đó là em là tay không đánh đặng luôn á. Đánh đặng luôn á, em không có một đồng mạc nào trong người em luôn. 100 triệu đó từ đâu ra? 100 triệu đó người ta kiểu như người ta gói đầu. Người ta gói đầu cho em. Em cũng đi theo bạn đó tới những cái người quen của bạn đó. Thì em tin tưởng bạn đó là kiểu là em đây là người quen của em, anh chỉ cần anh tới anh làm việc với người đó thôi, người đó cho anh gói đầu. Em thấy rất là suôn sẻ, rất là ngon. Tại vì ông bà độ mình chứ. Dạ đúng rồi, ông bà độ mình. Em nói chuyện rất là ngon, rất là suôn sẻ. Em nhập về 100 triệu. Em nhớ thời điểm đó là em thuê một cái căn hộ mini ở Tân Phú á. Em chất cao tới nóc nhà luôn. Là rất là nhiều, 100 triệu mà. Em cũng chả biết là tại sao. Cái thời điểm đó là em chỉ bán hàng dựa trên Facebook thôi. Facebook em mất 3 tháng. Tự nhiên bị mất Facebook? Tự nhiên bị mất 3 tháng. Mất tâm mất tích luôn. Không tìm một cách nào để em lấy lại được cái Facebook của em hết. Tới thời gian những anh chị mà cho em gói đầu á thì người ta đòi tiền. Đúng rồi. Tới thời gian rồi. Vậy thì cho chị hỏi là một ngày đẹp trời. Không, ngày đó làm sao mà đẹp trời được. Một cái ngày không đẹp trời, thức dậy tự nhiên Facebook của mình bị hack rồi. Trong đầu của em nó có ngay lập tức nhảy số về một cái phương án B để mình xử trí cái hàng của mình không? Bởi vì mình bán online mà. Dạ không, lúc đó em không có phương án nào hết. Rồi mỗi ngày em trôi qua em ngồi em nhìn cái mớ hàng đó vậy đó. Dạ đúng rồi. Vì sao vậy? Vì sao lúc đó mình không có một động thái thay thế cho cái cách thức bán hàng cũ? Như em nói, cái sự háo thắng của em là em đã dựa 100% vào cái Facebook của em rồi. Em đã dựa hết vào cái Facebook của em rồi. Bây giờ là em mất cái phương tiện đó, là coi như là em mất cái phương tiện bán. Yeah. Em không thể nào em cầm cái sản phẩm này em ra em chào hàng ở ngoài đường em bán được. Mà cái thời điểm đó là người ta cũng dí, người ta đòi tiền em luôn.
em không biết phải làm sao hết. Em nhớ là em ở trong phòng 3 ngày em không ăn không ngủ gì hết. Có một người chị qua chị mới hỏi là sao thẩm này tao thấy mất tiêu vậy, tại mày hôm qua tao chơi. Em khóc em mới kể với chị em. Thì chị em mới nói là bây giờ chỉ có gia đình mới giúp được thôi. Mà thời điểm mà mình gặp hoạn nạn á thì không ai bên mình hết á. Tại vì em lên đây một mình. Dạ em lên đây một mình. Và cái việc em đi lên đây nó có phải là một việc êm thấm ở trong gia đình không? Hay là cũng thuộc dạng đùng đùng xách gói bỏ đi? Lúc đó là em 18 tuổi, em cũng lên Sài Gòn em đùng đùng em đi, mẹ em cũng khóc dữ lắm. Nhưng mà cái thời điểm mà em lên Sài Gòn em làm lúc 25 tuổi thì mẹ em đã hết khóc rồi. Nhưng mà mẹ em vẫn không muốn em lên đây, tại vì em là con một. Đó, yeah. Đó là lý do để khi mà mình gặp hoạn nạn ai cũng hỏi là ủa mình còn gia đình mà, mình còn người thân mà, sao các bạn không ngay lập tức gọi là gọi cứu trợ? Thì đôi khi có những cái chuyện nó đã từng diễn ra để rồi mình không có làm được cái chuyện đó. Rồi thế rồi làm sao? Nhưng mà mẹ em á rất là sợ khi nghe em những cái tin mà nó sốc nổi. Thời điểm đó em suy nghĩ rất là kỹ, em không dám điện thoại mẹ em nói là em đang thiếu nợ nhiều như vậy. Giờ em nói cái là mẹ em xỉu luôn á, em nghĩ là mẹ em sẽ xỉu luôn á. Nhưng mà thời điểm đó em điện và em nói mẹ ơi giờ con đang thiếu 100 triệu rồi. Mẹ rất là bình thường, mẹ rất là bình tĩnh, về đi con. À, em nhớ thời điểm đó là mẹ em mượn một cái anh trở về lên đây anh bán, xong rồi anh sẵn xe á, anh mới chở hàng về. Xong rồi em có tạo một cái kênh Facebook khác. Đó bây giờ em về quê em mới bình tĩnh rồi em mới tìm cái phương án thứ hai. Nhưng mà bán thì cũng chỉ ngày họp hay họp ngày hay họp mới. Dạ đúng rồi, hoặc là em bán cho mấy cô vòng vòng xóm. Trời ơi, xóm làng cứu trợ, tình làng nghĩa xóm. Em bán đâu khoảng là cũng một năm mấy hai năm á thì mỹ phẩm hết hàng. Có lấy được vốn lại không? Dạ không, chỉ bán có một ngày hộp hay hộp về lời chỉ có ngày trăm mấy hai trăm á, đâu có lấy được hàng rất là nhiều luôn. Rồi thời điểm đó em chạy về quê nhưng mà nợ vẫn dí em. Đúng rồi, nên là em nhớ là mẹ em thì dưới quê thường ta hay chơi hụi. Thì em nhớ là mẹ em hốt hai chân hụi 60 triệu á, với lại là mẹ em có mua cho ba em một chiếc nhẫn 24 để kiểu phòng thân. Phòng thân đó. Em cầm cái chiếc nhẫn em đi bán, với lại mẹ em đưa cho em 60 triệu đó để em trả cái nợ đó. Gia đình của mình thời điểm đó đã đối diện với cái số nợ ngang xương đó với một cái tinh thần như thế nào, đặc biệt là ba mẹ em? Ba mẹ em bình tĩnh hơn em nữa. Em không hiểu luôn. Tại vì trước đây á, mỗi lần mà em đi về khuya mà em mẹ ơi con xe con hết xăng rồi, mẹ ơi con ngủ ở nhà bạn con chơi một bữa nha, là mẹ em rất là giận, rất là không thích cái điều đó. Nên là em sợ khi mà em báo một cái tin dữ như vậy mẹ em sẽ rất là sốc, mẹ cha mẹ em sẽ rất là sốc. Nhưng mà lúc em báo cho cha mẹ em thì ba cha mẹ em rất là bình tĩnh. Thôi không sao mà con. Tại cái thời điểm đó khi mà em nhận ra được ồ thì ra đây là cái cách mà ba mẹ mình bộc lộ, lúc đó nó có làm cho em bừng sáng một cái điều gì đó? Em nghĩ là thời điểm đó em chưa bừng sáng đâu, hiểu được là thương con, ba mẹ trả nợ cho con. Nhưng mà lúc đó em vẫn chưa giác ngộ, em chưa bừng sáng. Em vẫn chưa bừng sáng, em bỏ cái chuyện mà ba mẹ quan tâm em mà em đang tức là tại sao người ta lại làm mình như vậy và tại sao mình lại để người ta gạt mình như vậy. Em chỉ chăm chăm vào những chuyện đó thôi. Lúc này nỗi đau của mình. Rồi. Rồi cái bạn kia đâu? Bạn 19 tuổi đó. Bị mất tiêu. Giống như chưa từng tồn tại. Giống như chưa từng tồn tại, tại vì Facebook em mất 3 tháng. Mà em có lấy Facebook cũ em liên lạc với bạn đó thì bạn đó không có trả lời. Gọi điện người ta có nghe không? Không trả lời, không gọi điện. Đi tới nhà người ta tìm. Em biết nhà nó đâu. Đó, thấy chưa? Tôi hỏi tới đây chỉ để nói được cái chuyện này. Là đôi khi chúng ta đã nghĩ rằng là mình biết về một người, nhưng mà thực ra những cái thông tin rất cơ bản về người đó đôi khi các bạn lại không để ý. Để rồi bỗng một ngày cái ủa thực ra họ là ai, họ đến từ đâu, mình không có một cái thông tin nào để mình kết nối luôn. Chị muốn dừng ở đây một tí, bởi vì cái trải nghiệm của em và những gì đã diễn ra với em vào lúc đó nó đang là một cái chất liệu cực kỳ quý giá cho những bạn trẻ ngày hôm nay ở chỗ này nè Liêm. Các bạn ngỡ rằng mình rành công nghệ, các bạn ngỡ rằng là tôi ngon rồi, kênh Facebook, kênh YouTube, kênh TikTok gì đó, kênh IG, Instagram gì đó của tôi vân vân, nó đã lên cả lượt triệu follow rồi, triệu subscribe rồi, và tôi ngon rồi, thời đại này thương mại điện tử đồ các kiểu, và tôi cũng đã chinh chiến trên nền tảng này lâu rồi, cho nên là tôi tin rằng là cái việc mà mỗi ngày trôi qua tôi lấy được những cái gọi là những cái thu nhập thụ động từ nền tảng này là tôi thấy là tôi ấm thân rồi. Nhưng các bạn quên mất rằng là thực ra cái lõi nó phải nằm ở chỗ của các bạn. Chứ nó không thể nằm ở trên nền tảng được. Cho nên là chị rất là sợ hãi và lo lắng, đặc biệt là cho sinh viên của mình, khi mà các bạn nghĩ rằng là em phải làm một TikToker, em phải làm một YouTuber và em lấy thu nhập từ đó. Nhưng mà khi hỏi các bạn là em học cái gì để em làm,
thì các bạn lại không trả lời cái câu này. Các bạn cứ cho rằng là tôi có một cái kênh nhiều subscribe, nhiều follower là được. Nhưng mà em đăng tải cái gì trên cái kênh đó, cái nội lực của em là cái gì? Bởi vì đến một ngày kênh đó nó có thể mất mà. Dạ đúng rồi. Đúng không? Ở cấp độ vi mô thì mỗi người có thể bị mất kênh. Ở cấp độ vĩ mô nói này chắc không có nền tảng nào vui đâu. Nhưng nền tảng có thể sập mà. Chúng ta đã từng đóng cửa Yahoo 360, chúng ta đã từng khai tử Yahoo Messenger, đúng không? Dạ. Tất cả những cái chuyện đó nó đã diễn ra. Vậy thì cực thịnh thì cũng sẽ có suy tàn. Các bạn lại quên mất cái điều đó. Cho nên các bạn cứ bị phụ thuộc hoàn toàn vào những cái công cụ mà quên rằng mình phải là người điều khiển công cụ. Thì đó là một bài học nha. Các bạn lưu ý, tự nhiên mất cái trang Facebook, cái ngồi đóng băng luôn, ngồi block down luôn vậy á. Đáng ra lúc đó là trong đầu phải nhảy số nè. Giờ mình đẩy cái xe đẩy ra ngoài, hay là bây giờ kênh TikTok đâu rồi, kênh YouTube đâu rồi, kênh Facebook thứ hai đâu. Nhưng mà về mặt tâm lý chị hiểu được cái điều đó là trong cái sự bấn loạn đó, tôi nghĩ là tôi mất trắng rồi. Đời nương nấu ở quê nhà được bao lâu. Dạ em nương nấu ở quê nhà là 3 năm. Vậy là lúc đó là chết rồi đó hả? Chết rồi đó, chết lặng rồi đó. Con vậy thôi mà chết rồi hả? Cái điều đó là một cái điều em làm cho ba mẹ em buồn, tổn thương rất là nhiều. Với lại là trong thời gian 3 năm á, em không có đi xin việc làm, em ở nhà thôi, tu dưỡng lại cái bản thân em thôi. Nói chi tiết ra thì 3 năm đó, cái khoảng thời gian mà bắt đầu em về quê á, sau 3 tháng thì em tưởng là tìm lại được Facebook. Người xem tìm được, đây hành trình đi tìm lại Facebook đi. Cái hành trình người thì đã chết nhưng Facebook đã còn nè. Cũng rất là gian nan là cái Facebook em nó vẫn hoạt động. Thì em có nhắn tin, em năn nỉ cái bạn giữ Facebook đó, em trả giá. Ban đầu thì ban đầu là 30 triệu. Em hỏi bạn nó kiểu như em muốn moi thông tin bằng nó, nhưng mà 30 triệu nói chuyện nữa, không 30 triệu không nói chuyện. Tại thời điểm đó trang Facebook của em bao nhiêu lượt follower? Dạ thời điểm đó là em 300.000 á. Ờ nhiều rồi. Cho nên người ta đưa ra một cái giá là 30 triệu. Dạ. Em năn nỉ, em trả giá. Em trả giá cuối cùng còn 3 triệu. Trời ơi, chia sẻ bí kíp điêu giá nè. Làm sao mà từ 30 triệu mà xuống còn được 3 triệu hay gì Liêm? Thật sự là cái thời điểm đó em bỏ hết cái sĩ diện của em luôn á. Em bỏ hết sĩ diện, em kể, em nói là bây giờ anh ơi, bây giờ em mất nợ nhiều lắm, bây giờ em phải về. Em cũng kể hoàn cảnh là như thật vậy đó. Em cũng khó khăn lắm, em cũng khổ lắm anh ơi, anh giúp đỡ em đi đó. Em cũng có một cái Facebook này thôi, bây giờ em thiếu nợ rất là nhiều. Em tại sao nó lấy Facebook mình mà nó cũng mềm lòng nha. Thì coi như là mình còn may đi, người yeah. cũng là con người mà. Yeah. Rồi cuối cùng là trả bao lâu thì từ 30 mà xuống được còn 3 triệu? Thì em nhớ là em năn nỉ trong vòng 3 tháng đó. Ngày nào em cũng nhớ nhắn tin, anh ơi anh đang làm gì đó. Anh ơi anh trả lại vốn cho em được hay không? Trời ơi, hàng em buồn lắm, bây giờ hàng còn một đống à. Mà thời điểm đó là không phải em bán mình em, mà thời điểm là em bán là theo dạng hệ thống á. Nên là người ta cũng, anh ơi bây giờ anh mất Facebook rồi, em trả hàng anh giờ chứ em đâu bán được đâu. Đó, người ta cũng lùa em thêm nữa. Em cũng kể, em nói giờ anh không trả Facebook lại cho em là người ta dí em như thế này thế kia vậy đó. Chắc cũng mềm lòng hay sao đó. Thì xuống từ từ tới 10 triệu. 10 triệu hết giá rồi nha, không xuống nữa. Em vẫn đang nỉ tiếp, ngày nào em cũng nhắn tin quá thì nhiều luôn. Nhắn tin tới 3 triệu. Thì em thấy, ok thôi dân. Được rồi, nửa là không được, già néo đứt dây đó. Có khi nào rồi cái ông chủ à cao với cái ông hacker yêu nhau luôn không? Năn nỉ riết mà thấu cảm đó, rồi cái nhà em đâu đồ, rồi cái ra mắt gia đình hai bên rồi luôn. Trời, rồi cuối cùng em có biết mặt của bạn hắc? Dạ không, cái lúc mà bạn đó trả cái Facebook em xong là tức luôn. Rồi chuyển đi, tên người nhận tiền là ai? Bạn đó chuyển qua cạc game á chị. Tức là nạp cạc game chứ cũng không có, không có để lộ thông tin luôn. Quá xuất sắc rồi. Trời ơi, bởi vậy có tài mà không có tâm. Tính ra cũng có tâm, xin lỗi mọi người, cũng có tâm. Trời ơi, nhưng mà ít thôi, nhưng mà có còn hơn không. Đó, rồi khi em lấy lại được Facebook, đời em sáng rỡ không? Hồi nãy em có nói với chị là em chưa giác ngộ á. Thì em có hay đi lên, em vẫn lên Sài Gòn em đi chơi tiếp. Là tại sao em nói là trong khoảng 3 năm đó là em chết là tại vì em đã bị một cái vấn đề như đó, mà tại sao em vẫn không sáng mắt, em vẫn trượt dài, em vẫn làm cho ba mẹ em buồn. Thì em đi lên Sài Gòn nè, em chơi 2-3 ngày không về, em có mượn một cái thẻ tín dụng. Rồi thời điểm đó em nói thì ta cho mình mượn tiền thì thôi, khi nào mình có tiền mình trả lại đó. Em vút hết trong đó, em nhớ là 30 triệu. Em đi chơi cho đã, em về. Em đi đâu chơi vậy? Chị biết mà, Sài Gòn này chị cầm 1 triệu ra chị ăn uống một phát là hết rồi. Đi ngồi hàng quán với bạn bè, đi lê la vậy thôi, đi lê la vậy thôi. Nói chung là em lúc thời điểm đó em không có biết cái gì ở trên Sài Gòn nhiều, ngoài là chị em với lê la phố đi bộ, em ăn uống nhưng mà kiểu ăn hơi sang xíu.
Với lại em có một vấn đề là em hay bao người ta nữa, liên tục tới lúc mà nó báo là nó không còn tiền nữa, thì lúc đó lãi một tháng em nhớ là 1-2 triệu á. Và tháng sau em không trả thì tiền lãi là lãi trên 32 triệu chứ không phải là 30 triệu. Dạ đúng rồi. Về quê thêm một lần nữa thì cái ngân hàng nó đòi còn ghê hơn là mấy cái anh chị mà lúc gói đầu bán hàng cho em nữa. Trường Giang sống sao rồi sống trước. Rồi sao? Rồi em mới vô một góc phòng em ngồi. Hồi điểm đó em sợ kinh khủng luôn. Tôi sẽ gửi giấy về nhà anh, tôi sẽ làm xùm nhà ở dưới hàng xóm anh cho anh không trả tôi đi. Đó, em mới vô trong phòng. Mà mẹ em thì mẹ em hay để ý lắm. Chỉ cần mà thấy con mình mà sáng dậy mà mặt hơi buồn xíu là mẹ em biết liền vụ gì nữa, gây ra cái gì nữa, gây rồi gây ra cái gì nữa thì em kể ra. Nhưng mà lần này thì mẹ em không có như lần trước. Em mới nói là tại sao cái lần trước đã không sợ rồi mà bây giờ phải thêm một lần này nữa. Em lại chơi hụi. Bởi vì nhiều khi có những dây hụi ở vùng quê nó cứu rỗi rất nhiều gia đình nữa chứ. Dạ chị nói vậy thôi chứ chị đến giờ thời điểm này chị vẫn không biết cơ chế của chơi hụi. Nó rối ren lắm, nó thần bí lắm em. Dạ. Mà mẹ đã lại hốt hụi, trả tiếp cái nợ hẻ cho em. Từ đó là em chết lặng luôn. Em không dám kết bạn nhiều nữa. Em không dám đi ra khỏi nhà nữa. Em không dám gặp ai, em đi tiệm em còn không dám đi luôn. Thực ra trước đó mình đã ngây ngô rồi. Dạ. Thêm cái cú đó cái mình khờ nghe. Mình khờ luôn. Ngay cả đi tiệm có nghĩa là đi mua đồ ở tạp hóa á mọi người, ở miền Tây hay có từ đi tiệm. Đi tiệm nha, mọi người hiểu đi tiệm có nghĩa là đi đến một cửa hàng tạp hóa để mua những thứ lặt vặt đó. Sợi thăm, dạo này mày làm gì? Hôm nay vậy em nói nhờ em ở nhà không? Với lại hồi xưa thì em nhiều người biết đến đó, cái tôi em cao lắm. Trong thời gian đó thì ba mẹ làm gì với em mỗi ngày? Ba mẹ hỏi là giờ làm sao? Giờ con muốn đi tìm một công việc gì không? Đi làm công nhân không? Vẫn còn cái tôi lớn là không đi làm như vậy được. Mình nghĩ là mình phải rõ ràng đúng hơn rồi. Mình phải lung linh lắm. Dạ đúng rồi. Hằng ngày thì em thấy ba em đi làm, trời mưa rất là lớn, ba em đi làm về, em nằm nhà đó em bấm thổi. Có khi nào trong cái suy nghĩ của em á, em giật mình lại, em không nghĩ cho em, mà em cũng tự đặt ra câu hỏi là ba mẹ mình đang như thế nào? Thời điểm đó em vẫn nghĩ cho em thôi. Đến khi nào em mới nghĩ cho ba mẹ? Dạ, đến lúc 28 tuổi. Hiện tại em đang có quen một bạn được 4 năm rồi. Bắt đầu em với bạn lại quay lên Sài Gòn đi làm. Em nhớ là có làm cho một cái thẩm mỹ. Hai đứa em nhận vào vị trí là bán hàng. Bán hàng, nhưng mà bạn đó thì được nhận vào và bạn đó rất là thăng tiến trong công việc. Còn em thì ai mà đến hỏi em những cái vấn đề nào mà hơi khó xíu thì em xanh mặt. Gung vậy, tai đổ mồ hôi lạnh xuống lưng, em không biết phải trả lời sao hết á. Nên là thời điểm đó là em bị đuổi luôn. Rồi sao? Xong rồi thì bạn đó mới thấy là em không có công việc ở trên đây. Tại vì bây giờ công việc gì ở trên Sài Gòn mình làm cũng phải có cái miệng xíu chứ. Có khả năng. Thì bạn đó mới nghỉ việc với em. Thì trời ơi, đánh đổi sự nghiệp luôn, đi theo tiếng gọi tình yêu luôn. Hai đứa nhảy ra chạy ráp. Chạy ráp một thời gian thì dịch tới thì chạy ráp không được nữa. Thì có một cái anh em xã hội thôi, thì anh đó mới kêu nói hai anh bay về đây làm giúp việc cho tao đi. Thì bạn em mới làm rửa chén, giặt giũ, em thì tưới cây, rồi anh có một cái tiệm gốm nhỏ ở phía trước như là quản gia cho nhà. Dạ, quản gia cho nhà, quét dọn, nói chung là làm hết tất cả mọi thứ công việc trong nhà. Rồi làm được 3 tháng thì hai đứa mới ngồi ôm nhau khóc. Sao vậy? Sao hai đứa cực quá. Rồi xong hai đứa chạy về quê tiếp. Nhưng mà anh trả lương đầy đủ không? Thì anh vẫn trả lương đầy đủ nhưng là mà công việc thì không có vấn đề gì. Nhưng tự nhiên mình cám cảnh cho cái thân mình. Mình cảm thấy là nó không đúng với cái mong muốn. Với thời điểm đó thì em đang thấy tại sao bạn có cái khả năng bạn làm công việc kia tốt mà lương rất là cao. Là tại vì bây giờ bạn đi theo em để bạn làm cái công việc nó quá là cực cho bạn, nên em thấy em cũng nóng ruột lắm. Hay em mới quyết định về quê tiếp. Với lại thời điểm đó thì mẹ em á, thì tính mẹ em kiểu cho đi đó, nhưng mà lâu lâu điện lên thôi về đi con, về đây mẹ nuôi, về đây thôi, giờ hai đứa phải không, hai đứa về đi luôn đi, về đi luôn đi mẹ nuôi. Bạn lại xin việc được tiếp, làm thẩm mỹ tiếp. Còn thời điểm đó em không có việc, em vẫn ở nhà. Không biết cơ duyên nào đó cho em nghe được những cái bài giảng của những cái sư cô sư thầy ở trên mạng á. Em mới giác ngộ ra là trước đây em kiểu bị tin tưởng nhiều người quá. Đồng tiền em xài em không có biết trân trọng quá. Em nhìn lại thì bây giờ là chỉ có ba mẹ em với lại cái bạn đó hiện tại là tốt với em thôi. Chỉ có mẹ thôi, chỉ có mẹ. Ăn cơm đi con, tắm đi con.
Thì lúc đó em mới biết là giờ chỉ có gia đình em thôi. Em biết không, thực ra vốn người ta cũng đâu có chơi với em. Người ta muốn kết nối với cái vật chất mà em đang có, với cái Facebook của em. Ừ, lúc đó em có tiền. Dạ yeah. Nhìn toàn bộ câu chuyện mà nãy giờ mà Liêm trải qua đó, thì chị thấy có một cái vấn đề nó rất là căn bản để nó tạo ra hàng loạt những cái bi kịch. Mình dùng từ bi kịch đi ha. Bởi vì mọi người có thể nói chuyện đúng sai ở đây, nhưng rõ ràng với em nó là bi kịch, nói dài bi kịch. Dạ. Thì nó đến từ chuyện này nè. Chị nhận ra là thứ nhất là mình thiếu kiến thức, mình thiếu cái hiểu biết của mình về cái chuyện đó. Cho nên người ta nói là mình tin, người ta nói là mình tin, và mình không có một cái sự phản biện, phản tỉnh nào để cho rằng là ủa cái chuyện này đúng không ta, mình làm vậy là nó có an toàn không ta. Em không có cái câu hỏi đó, bởi vì em không có thông tin để biết rằng là nó đang đúng hay là nó đang sai. Cái thứ hai là chị có cảm giác như là thực ra em thiếu trải nghiệm nữa. Bởi vì với cái cách mà mẹ em đã yêu thương em, chị đang hình dung là một mặt đó là mẹ cũng có những cái điều mà em không vui, nhưng mặt khác là có vẻ như là mẹ cũng đã cho em một cảm giác nó rất là yên bình á. Yeah. Bởi vì mẹ xử lý hết cho. Điều đó dẫn đến câu chuyện là khi mà mình gặp những cái sóng gió cuộc đời, mình gặp những cái tình huống không như mong muốn, mình không có đủ sức vượt qua. Đó là hai cái lý do rất là lớn để nó tạo ra một cái cú trượt dài mà mình cứ đi từ cái sai này, mình qua cái sai khác. Tại vì cái cách em giải quyết vấn đề đều không phải là cái cách mà mình trưởng thành từ bên trong. Yeah. Em toàn là lấy cái bên ngoài em đắp vô thôi. Thế thì đến thời điểm nào mà em cho rằng là mình đắp mồ cho cái đứa mình thanh niên cũ được rồi, mình một cái mới hoàn toàn, cái cột mốc nào trong cái trải nghiệm của em? Dạ là chắc là năm 2023 chị. À, năm nay. Năm nay em giác ngộ được. Tết này nhớ ăn Tết lớn lớn chứ. Em giác ngộ được nhiều thứ lắm. Có rất là nhiều anh chị hỏi em là mày có muốn quay lại cái thời gian 3 năm vừa qua hay không? Nếu là em nói là có đó. Để em sửa sai hả? Không, em không sửa sai. Mà em thấy em học được rất là nhiều thứ. Giống như bây giờ nếu mà bán hàng phải không? Không có nhập nhiều đâu. Mình phải nhập ít, mình phải nhập vừa vừa. Tiền bạc mình xài phải không? Mình xài kỹ lại. Đúng rồi. Dạ. Rồi giác ngộ rồi đó, đúng rồi đó, giờ tôi tin nè. Đó. Về nhà phải không? Hồi xưa kiểu em đi chơi á, em xách xe em đi à. Hồi mẹ em đi hỏi, ở mày đâu à? Dạ con đi chơi. Bây giờ mẹ ơi con đi chơi nha, con đi chơi. Giờ đó con về. Bây giờ cái gì em cũng nói. Tôi đợi cái đoạn này thôi á. Em có thể thua lỗ trong kinh doanh tiếp, đời còn dài mà. Và khi mình kỹ rồi không có nghĩa là mình không sai đâu. Dạ. Trong câu chuyện thương trường. Nhưng mà có những cái điều mà nếu như cái giác ngộ không kịp á, mình không có cơ hội. Dạ. Cho nên là dè sẻn cái tình cảm của ba mẹ một chút, nhìn ngắm họ một chút. Có bao giờ em xin lỗi ba mẹ em chưa? Tại vì em hay cũng hay lớn tiếng với mẹ. Hay mẹ con không nói chuyện, cái qua 2-3 ngày sau cái kiểu hay mẹ con nói chuyện lại bình thường. Cái tự quên hả? Tự quên. Nhưng mà bây giờ thì mấy đứa hàng xóm á nghe, thì nó lúc nào ở trong cái hình ảnh của nó em vẫn là một đứa thô lỗ. Tại vì em cũng hay như vậy trước mặt của nó. Nhưng mà em nhớ là như tháng trước á, nó hay nói qua cái mẹ em kêu Lima à. Dạ con nghe mẹ ơi. Ủa sao nay ngoan dữ à? Nó không tin. Không tin. Đi làm về hay gì đó thì chạy xuống kiếp mẹ. Mẹ đâu rồi, cha đâu rồi, ăn cơm chưa? Hoặc là em hay mua cho mẹ mấy cái nhỏ nhỏ, kiểu như cái khăn bộ đồ hay gì đó. Với em thì bây giờ ba mẹ em đã yên tâm về em được chưa? Ừ, em nghĩ là chưa yên tâm đâu. Nhưng mà em thấy ba mẹ em vui hơn ngày xưa. Thưa, tại vì ba mẹ em cũng là thuộc những người mà không có chấp nhận cái giới tính của con mình được. Kiểu ở dưới quê hỏi ở con bà nó lấy vợ con bà. Tại 28 tuổi mà vòng vòng em chờ lấy vợ hết trơn rồi. Cái nó bề đề cưới chị cưới. Giờ ba mẹ em thoải mái lắm. Hồi xưa thì ba mẹ em còn buồn, nhưng mà giờ hỏi tới thì họ buồn là bởi vì họ bị dính mắc vào trong những cái vấn đề thuộc về cái thế hệ của ba mẹ, thuộc về cái trải nghiệm của ba mẹ. Nhưng căn bản cuối cùng thì thực tế á, họ có đốc thúc các bạn lấy vợ hay là họ không chấp nhận được tại thời điểm đó cũng chỉ vì một điều thôi, là họ cảm thấy cái chuyện này nó bất lợi cho em. Yeah. Ừ, trong cái sự hiểu của các ông bố bà mẹ thì họ cảm thấy con mình mà thuộc cộng đồng LGBTQ+ thì nó là cái gì, rồi đời nó ổn không, rồi sao nó không bình thường giùm để cho tôi yên tâm. Nhưng mà ba mẹ yên tâm đi, thực ra thì giới nào cũng được hết trơn, quan trọng nhất là nó là con người, và hai đó là người tử tế, thận trọng hơn trong thương trường rồi, biết đối nhân xử thế rồi. Yeah. Biết phải tích lũy về sau rồi, và đặc biệt là biết rằng là cái tài sản quý giá mà mình đang có là tình cảm của cha mẹ để mình đang gìn giữ nó mỗi ngày rồi, thì trời còn đòi cái gì nữa. Thật sự mẹ ba mẹ không thích kiểu là giàu thiệt là giàu, con mình đem nhiều tiền về. Ba mẹ em chỉ thích là
đủ ăn đủ xài thì mẹ em hút hụi được. Đó, nói như vậy để thấy rằng là ngay cả cái sự tích lũy thì cũng chỉ để cho con thôi. Cũng để ứng phó vào những cái tình huống nguy hiểm mà sẵn sàng từ bỏ hết để cho con mình được giải quyết vấn đề. Ha, thì mình nhìn một cách bao quát để hiểu rằng mỗi ông bố bà mẹ sẽ thương con mình theo một kiểu khác nhau. Nhận ra càng sớm thì chúng ta gìn giữ cái tình cảm đó được càng sớm, không có hối hận về sau. Thế thì chốt lại, khi mà ngày hôm nay em ngồi đây, em đồng ý em chia sẻ câu chuyện của em để nói về một cái hành trình chết đi sống lại như vậy, thì em muốn nhắn gửi với mọi người điều gì? Em nghĩ là nên cứ làm. Để mình có được những cái trải nghiệm, xong rồi mình mới đúc kết để mình hoàn thiện lại cái được bản thân của mình. Nhưng vẫn phải nhưng nha. Ba mẹ nên cho các tụi con một cái nền tảng. Con làm nhưng mà con chỉ tới đó thôi. Buông thả nhiều quá thì nó sẽ bị hư, rồi nó hỏng luôn. Con chỉ làm tới đó để con có cái trải nghiệm thôi. Thôi thì như Liêm nói đó, đúng là đồng ý. Nên trải nghiệm, bởi vì chúng ta trưởng thành từ những trải nghiệm mà. Nhưng mà phải luôn luôn có phương án B nè. Luôn chuẩn bị sẵn sàng tinh thần cho những sự thất bại nè. Để khi nếu mà nó tới á, thì mình biết rằng làm mình đối phó như thế nào. Để mình không có bị từ cái sẩy mà nó nảy ra cái ung, rồi đôi khi là nó mất nguyên một cái quãng đời còn lại thì nó rất là tiếc. May cho em là em còn vượt dậy được. Vì em có gia đình nè, em có một cái tình yêu thương không điều kiện nè, em có một cái người được coi là một cái người mà họ nâng đỡ tinh thần cho mình, tình cảm cho mình đến rất là đúng lúc nè. Cảm ơn Liêm vì đã xuất hiện ở đây ngày hôm nay với một cái câu chuyện cũng cực kỳ sống động. Thôi thì mình đắp mồ cho một hình thanh niên trong quá khứ. Mình đã xác định là mình tái sinh rồi, thì mình sống một cuộc đời rực rỡ, mình sống một cuộc đời đáng giá từ những gì mà mình đã trải qua, chứ đừng để cái trải nghiệm trong quá khứ của mình nó trở nên vô nghĩa ha. Cảm ơn em và cảm ơn quý vị khán giả đã luôn đồng hành cùng với Ai Cũng Có Chuyện vào mỗi tuần. Chúng tôi hiểu rằng là mỗi một câu chuyện trong cảm nhận của từng khán giả có thể là sẽ nặng hoặc nhẹ khác nhau, nhưng chắc chắn một điều rằng mỗi người khi trải qua cuộc đời của mình, họ mới là cái người quan trọng nhất để biết rằng câu chuyện đó đã ảnh hưởng đến họ như thế nào. Việc của chúng ta là quan sát và hiểu rằng à, có những sự việc như vậy trên đời. Và nếu mà tôi phải là người trải nghiệm, tôi biết rằng là mình cần có những cái sự thực hành gì cho nó đúng nhất có thể và bớt sai nhất có thể. Và bây giờ thì thời lượng của Ai Cũng Có Chuyện trong tuần này cũng đã hết rồi. Cảm ơn mọi người đã luôn luôn đồng hành và dành tình cảm cho chương trình. Còn bây giờ thì chúng tôi xin chúc quý vị khán giả ngủ ngon để có thể đầy đủ năng lượng tiếp tục một tuần lao động và làm việc của mình. Xin chào. Để vui vẻ thoải mái chia sẻ nè, đầu tiên giới thiệu về thông tin cá nhân của mình trước. Họ tên, tuổi, quê quán và công việc của mình là gì ha? Dạ em thì tên Quách Thị Vinh. Em sinh năm 82. Nay em đang là giáo viên mầm non và em đang sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh ạ. Rồi ok, mình cố gắng nói to lên một tí nha. Quê gốc của mình là ở đâu? Dạ quê của em ở Hòa Bình ạ. Rồi ok, vậy thì mình đã vào thành phố Hồ Chí Minh lâu chưa? Cũng như là mình cũng sẽ chia sẻ về những cái điểm mạnh điểm yếu của mình ha. Em vào, em sống ở thành phố Hồ Chí Minh 5 năm ạ. Nói chung là em sống ở trong miền Nam thì được, em lấy chồng ở trong miền Nam, lấy chồng đầu á, thì từ năm 2004 em sau khi ly hôn thì em về thành phố Hồ Chí Minh em sống ạ. Thì điểm mạnh của em á thì là cũng hiện tại cũng hài lòng với cuộc sống của em. Còn cái nói chung là em dễ thích nghi với môi trường. Em cũng nói chung là nhận xét của mọi người á, thì em là thuộc diện người sống có tình cảm ấy ạ. Hồi nãy chị nói là chồng thứ nhất hả? Có nghĩa là mình đã trải qua bao nhiêu cuộc hôn nhân rồi? Em không ạ, em trải qua một lần thôi ạ. Rồi vậy thì chị chia sẻ về cái cuộc hôn nhân đó ha. Dạ thì em kết hôn từ năm 2004 ạ, thì bọn em ở chung với nhau. Nói chung là kết hôn nhưng mà không có sống chung, mỗi người làm một nơi á, thì ông chồng cũ của em á thì ông đi làm xa nhà, cho nên là không có, ý là không có sống gần nhau ấy ạ. Hiện tại thì em có hai bé, một bé học lớp 11, một bé học lớp 9. Hai bé đều ở với em. Coi như là mình chính thức ly hôn là từ khi nào, và cái lý do là chồng có người khác hay sao chị? Dạ không, ly hôn thì chính thức ly hôn là năm 2017. Mà cái lý do ly hôn đó, do là hai người không sống chung với nhau đó, cho nên là quá khi
cái quá trình mà tới năm 2011 á, mà về sống chung với nhau á, thì nó xảy ra nhiều vấn đề, nó không có được hợp nhau trong cuộc sống. Rồi ok, chị nói cái tiếng mình càng ngày càng nhỏ, cố gắng nói to lên giùm em ha. Bây giờ chị nói cái tiêu chí mình mong muốn tìm một cái người phù hợp như thế nào chị? Thật ra thì em cũng mong tìm một người bạn thì có thể là xem tuổi của em. Nói chung là đương nhiên là người phải có nghề nghiệp ổn định, có thể lo được cho người đó thôi, chứ em không có nói là phải lo cho gia đình, không phải lo cho em, có nghĩa là phải tự lo được bản thân mình, rồi người phấn có tình cảm. Dạ vậy thôi ạ. Rồi tuổi tác, vùng miền của người này thì đang ở đâu thì được, đang cùng làm ở thành phố Hồ Chí Minh hay sao chị? Dạ đúng rồi, em mong muốn tìm một bạn ở thành phố Hồ Chí Minh. Rồi coi như cùng hoàn cảnh, đang nuôi con này kia thì vẫn được đúng không? Dạ đúng rồi. Rồi mình có điểm gì không thích ở người đàn ông không chị? Dạ, em thì em không thích đàn ông nói nhiều ấy. Em muốn có người, muốn làm bạn với một người mà người ta nói ít thôi. Chứ thật ra em nói nhiều, em không, nói chung là em không thích đàn ông nói nhiều, với lại không thích đàn ông mà nói chung là đàn ông phải sạch sẽ, phải ngăn nắp. Rồi là chị là giáo viên mầm non, chắc là mình cũng có nhiều tài lẻ ha, ca hát múa này kia các thứ được không? Dạ không, là em thì nói chung mấy cái đó thì em cũng nó không có gọi là tài đâu ạ. Nói chung là chỉ làm trong ngành thì em có mấy cái chuyên môn đó thôi, chứ thật ra em không có xuất sắc về cái khoản đó. Không cần phải xuất sắc, mình cứ tự tin thể hiện ra cho nó vui vẻ thoải mái thôi. Nếu mà mình được chọn ha, thì mình cũng sẽ có một cái tiết mục gì đó mình thể hiện ra ha chị ha. Rồi yeah. Hôm nay chỉ là cái buổi cast đầu tiên thôi. Nếu mà mình phù hợp với chương trình cũng như là có người phù hợp á, thì sẽ có biên tập trao đổi kỹ thêm về nội dung với mình, cũng như là chuẩn bị những cái nội dung để mình lên sân khấu mình chia sẻ thêm ha chị ha. Dạ rồi, cảm ơn chị, mình cast xong rồi chị. Tên tuổi, đời, công việc, quê quán nha. Ok. Chị là Nguyễn Thị Tuyết Hằng. Chị ơi, mình chủ động chia sẻ về tên, tuổi, công việc, quê quán, nơi ở hiện tại của chị. Nói chung là tất cả bạn chủ động mình nói chứ không phải chờ hỏi hả? Đúng rồi, tụi em đây là chương trình cho nên là mình sẽ chủ động mình nói. Còn khi nào mà tụi em cần thêm thông tin gì nữa, tụi em sẽ hỏi chị ha. Rồi. Chị là Nguyễn Thị Tuyết Hằng, chị sinh năm 1977. Chị hiện tại đang là giáo viên, chị là phó hiệu trưởng của một trường tiểu học. Chị đang ở huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định. Gì nữa em? Chị ở cùng với gia đình. Để chị chia sẻ một chút, chị lập gia đình năm 2006 thì ông xã chị bị tai nạn mất, chị có hai người con trai, 1201 và 1205. Đúng rồi. Hai nam em. Rồi chị ơi, chị có điểm mạnh điểm yếu gì chị ha? Hả? Chị có những điểm mạnh điểm yếu gì ạ? Chị thì nói chung trong điểm mạnh thì trong công việc là chính, còn ở gia đình thì là mẹ đơn thân đây mười mấy năm rồi, nên là mọi việc là do mình quyết, thì đó cũng là điểm mạnh của mình. Còn cái điểm yếu là nói chung cũng còn hay nóng tính, ví dụ như vậy. Là cũng có những cái là ngại nói thẳng rồi. Nói chung cũng có những cái khuyết điểm như vậy, nhưng mà ta phải khắc phục được. Dạ.
Rồi bây giờ còn điểm mạnh của chị thì là chị có những cái điểm mạnh gì đặc biệt không? Rồi là chị có cái năng khiếu gì không? Bây giờ chị hiệu phó là chị phụ trách về mảng chuyên môn hay là chị phụ trách về mảng văn thể mỹ chị? Chị là bên chuyên môn em, chị bên một trường tiểu học cho nên là chị hiệu phó, một hiệu phó cho nên chị phụ trách bên chuyên môn. Thì chị À cái điểm ở đấy là chỉ có một hiệu phó phụ trách thôi à chị? đúng rồi, còn một hiệu trưởng, còn hiệu phó là tức là trường chị một trưởng một phó. Tại vì một số trường khác thì em thấy là một trưởng hai phó, thì hai Đúng rồi, phó sẽ đúng là rồi, một phó chuyên môn, một phó văn thể mỹ nữa. đúng rồi, đúng rồi em. Những cái trường hạng một thì hai phó, nhưng trường chị là hạng hai cho nên là hạng một phó một trường. À rồi, ok chị ạ. Dạ, hai con chị là hiện tại bây giờ là một bạn là đang học đại học, còn một bạn là đang học cấp 3 hả? Đúng rồi, một bạn học đại học là tháng nay năm cuối này chuẩn bị tốt nghiệp, một bạn là đang học cấp ba. Dạ, học đại học là ở ngoài Bình Định luôn hay là trong Sài Gòn Đúng chị? rồi, học ở Quy Nhơn luôn em, Quy Nhơn, Đại học trường Quy của Bình Nhơn Định luôn luôn. ạ. Rồi. Dạ. Là chị ở thành phố Quy Nhơn luôn đúng không chị? Không, nhà chị không có ở thành phố Quy Nhơn, nhà À chị ở Phú. huyện huyện Phú Cát. Là gần Chị ở sân bay xã. đấy đúng không ạ? Hả? Gần sân bay đấy đúng không ạ? Chị có ở gần sân bay Phú Cát không? Không, chị lên sân bay khoảng 25 cây. Dạ. Rồi, chị ơi, vậy thì từ cái lúc mà ông xã chị mất là năm 2006 đến bây giờ ấy, thì là chị có từng tìm hiểu ai không? Hay là chị chỉ có chăm con, để bây giờ là hai bạn ấy lớn rồi thì chị mới nghĩ rằng chị tìm kiếm một người nữa thôi. Đúng rồi, nói chung là từ đó tới giờ là chưa có tìm được một người nào. Chưa có tìm hiểu một ai hết luôn. Thế bây giờ động lực nào để chị mười mấy năm rồi, từ năm 2006 tới bây giờ là 17, 18 năm rồi là không tìm hiểu ai, không có ý định tìm hiểu ai, thì bây giờ cái động lực nào để chị tham gia chương trình? Ai là cái người mà động viên chị đi? Nói chung là thế này em, đấy là giờ con chị nó lớn rồi, cái thằng bé là nó cũng sắp sửa là một năm là nó vào đại học, cho nên là nói chung là giáo viên trường chị họ đang tính cho chị. Rồi các cô thầy cô là thấy cô hiệu phó là cứ đi về đơn thân nên là ấy đúng không, đăng ký cho Đúng chị rồi, đúng không? đúng rồi em, chị không 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 cái chủ động đăng ký, nói chung là giáo viên trường chị Nhưng mà đăng chị ký không chủ động đăng ký, nhưng mà chị có ok để tham gia chương trình không? chị. Đúng rồi, Tức là mọi người đăng ký cho mình rồi thì mình cũng nhiệt tình, mình tiếp nhận cái sự đăng ký của mọi người đúng không chị? đúng rồi, đúng rồi. Dạ. Vậy bây giờ chị muốn tìm một mẫu người như thế nào ạ? Nói chung là chị thì khoảng chị nay là 46 tuổi thì tầm tầm khoảng 55 tuổi đổ lại. Chị thì chị cao 1m63 và chị nặng 61 kg, cho nên chị cũng tìm người tầm tầm cao cao cỡ trên trên 1m65 là được. Thì nói chung là tốt, nói chung đàng hoàng. Vì cỡ tuổi của mình bây giờ nó cũng không còn nhỏ nữa, cho nên chị không có thích cái kiểu mà lông ba lông bông như cái lũ trẻ trâu. Rồi. Đàng hoàng cái gì nữa chị? À, nghề nghiệp ổn định. Quê quán thì sao ạ? Bây giờ không ở Bình Định thì được không? Cái đó thì cũng tùy nữa em, chị vẫn thích là quê ở Bình Định. Dạ. Bình Định, trong khu vực tỉnh Bình Định thôi, còn huyện nào thì chị cũng được hả? Được em. Dạ. Rồi về tính cách của người ta thì chị mong muốn điều gì chị? Nói chung là hiếu, thông cảm, thương chị, thương con chị. Dạ. Người ta cũng đổ vỡ rồi thì chị cũng ok không? Được. Dạ rồi. Rồi, ok, cảm ơn chị Hằng nhiều ha. Hôm nay chỉ là nội bộ thôi, chỉ có các chị biên tập với lại em thôi, cho nên em cứ chủ động em chia sẻ thoải mái ha. Dạ, em chào mọi người, em chào các chị. Em đang làm việc tại tại vì em ở và em ở Quy Nhơn. Em tên là gì Thu? Dạ, Phan Thị Mỹ Thu ạ. Phan Thị Mỹ Thu đúng không? Rồi, Phan Thị Mỹ Thu sinh năm 1995, là Thu là quê ở đâu em? Dạ, quê em thì ở Quảng Ngãi. Quảng Ngãi. Rồi, đang sống ở quận 12 đúng không? Dạ, đúng rồi chị. Rồi, em đang làm công việc gì? Dạ, em hiện tại là đang làm sale.
Tư vấn khoản vay cho khách là làm ở ngân hàng hay là công ty tài chính em? Ngân hàng gì em? FE hả? Rồi em làm ở đây lâu chưa? Rồi hiện tại em đang sống quận 12 là em sống với ai? Hả? À là gốc mình ở Quảng Ngãi thôi nhưng mà gia đình mình là sống ở trong Sài Gòn đúng không? Rồi có anh chị em gì không? Con một luôn hả? Ok rồi, Thu có điểm mạnh điểm yếu, có tài lẻ gì không? Cách đây khoảng 3 năm trước, em cũng tính đăng ký khoảng kiểu như đăng ký lên để tìm một người phù hợp với mình đó, nhưng mà em lỡ hẹn chương trình 3 năm rồi, giờ em mới dám kiểu giờ em mới dám đăng ký lại. Chứ là đăng ký với chương trình rồi nhưng mà đã casting hay là đã phỏng vấn gì chưa? Dạ chưa chị, lúc đó là tại vì không có phỏng vấn ở trên Zalo như vậy, thì mình phải lên trên quận 7 để phỏng vấn á. Mà em cứ bảo công việc của em thì không có thời gian để mà đi á, cho nên là em bỏ lỡ. Dạ. Lúc đấy là mẹ còn hay mẹ mất rồi? Dạ lúc đó là mẹ em còn á chị, mẹ em vẫn còn. Dạ. Là mẹ mẹ em là mất do bệnh hay sao em? Dạ mẹ em bị đột quỵ chị. Dạ. Chia buồn với em nha, tại vì tự dưng 3 năm rồi nhắc lại cái hỏi nó cũng hơi bị khựng một xíu. Dạ, okay. Không sao chị. Nhưng mà 3 năm vừa rồi thì sao, vẫn có tìm hiểu một ai khác không? Hay là trước đó em đã trải qua bao nhiêu mối tình rồi? Dạ, trước đó thì kiểu tại vì em cũng nói thiệt với mọi người là em cũng rất là nhỏ con. Tại vì em hoàn toàn phải mất tôi thôi. Thành ra là kiểu do là một phần là do chắc em nhỏ quá, thành ra là kiểu như là chưa có ai mà kiểu can đảm để làm quen với em. Nhưng mà trước đây khoảng 58 tuổi em có quen với một bạn tầm khoảng trên dưới rồi nửa năm thì dạ xong đó là bên em kiểu em còn nhỏ thành là chưa có đủ chín chắn để mà kiểu tiếp tục với bạn đó, cho nên em chia tay từ đó tới giờ là em cũng chưa có quen ai. Rồi có nghĩa là tiểu chỉ tìm được một người khoảng 6 tháng thôi, nếu mà còn mối tình chính thức mà để gọi là có tình cảm xác định lâu dài thì là chưa có trải qua mối tình nào hết đúng không? Dạ đúng là chưa phải chị, tại cũng nhỏ con quá nên em cũng ngại, tại vì nhiều bạn cũng tìm người nhỏ con thì mình tìm người nhỏ con giống mình. Dạ kiểu người nhỏ con giống em thì kiểu cũng không thích em kiểu như vậy. Vậy à? Rồi dạ. Thế thì bây giờ em muốn tìm mẫu người như thế nào? Dạ mẫu người của em thì mẹ với em cũng không có lựa chọn gì nhiều đâu chị. Thì dạ em cũng thứ nhất là em sẽ tìm một người phù hợp với lại em, kiểu như là thứ nhất là về tính cách cũng hòa đồng rồi này kia, rồi thứ hai là kiểu như bạn đó phải tại vì em cũng hơi con nít đó em, cho nên là kiểu như là thấu hiểu một chút xíu là được. Dạ ngoại hình thì không cần ưa nhìn đâu, chỉ là cao hơn em một chút xíu là được. Dạ. Rồi tuổi tác quê quán thì sao? Tuổi tác quê quán thì ở thành phố Hồ Chí Minh thì càng tốt. Dạ tuổi tác thì tầm trên dưới là tầm khoảng năm sinh năm 1988 đổ về đó chị. Tức là từ bằng tuổi em cho tới hơn em khoảng tầm 7 tuổi đúng không? Dạ đúng rồi chị. Ok. Khoảng cao khoảng bao nhiêu thì được? Ví dụ như em 1m4 đó thì bạn trai khoảng tầm 1m6 thì phải rồi. Dạ đúng rồi, 1m6 là được rồi chị, chứ cao quá sợ nhớ không tới. Dạ. Rồi. Ưu tiên thành phố Hồ Chí Minh thôi, nhưng mà nếu như mà không được ở thành phố Hồ Chí Minh thì ở nơi khác đến đây lập nghiệp cũng ok mà đúng không? Dạ đúng rồi chị. Có gọi là có em có không thích vùng miền nào không? Dạ không chị, kiểu như là em mọi vùng miền đó em cũng có thể nói chuyện được hết rồi, cũng sao.
Ok rồi, em có tài lẻ năng khiếu gì không, thu hát hò gì được không? Dạ em hát cũng tạm ổn. Dạ hát cũng tạm ổn. Dạ Rồi hát thử một đoạn cho tụi chị nghe xem hát luôn hả chị? nào. Dạ dạ chị, em xíu để em suy nghĩ bài hát, cái đó em còn chưa suy nghĩ được. Dạ rồi nè, bài gì rồi? Dạ chị nói xong thì em không biết mình phải bắt đầu từ đâu nữa. Dạ Bài tủ đi, bài ví dụ như bình thường em thường hay hát nhạc của ai để chị gợi ý cho này. dạ nhạc của ai hả chị? Thường thường thì em hay lướt TikTok thì thấy bài nào quen quen thì em hay hát vậy thôi chứ em cũng Hoàng không Thùy nhớ Linh được không? bài gì. Hoàng Thùy Linh không? Hoàng Hoàng Thùy Linh không? Kỳ Linh hả chị? Hoàng Ừ. Kỳ Linh thì có bài gì ta? Hoàng Thùy Linh thì nhiều mà. Đi tình Rồi rồi duyên âm rồi để mị nói cho mà nghe, nhiều bài mà. dạ Bài nào rồi mà hay ngâm nga hay hát á. thôi em hát bài hôm nay ăn gì của Hòa Minh Di đi, tại vì em đi làm em hay hát bài đó. dạ Ok. dạ rồi dạ hôm nay anh muốn đi ăn gì đây, anh chả hay là bánh giò, không thuộc lời lắm nha chị. Hôm nay trên phố đông vui người qua, anh nhìn anh một phát thèm, ai da ai da ai da. Rồi xong rồi. Em quên luôn rồi. Dạ Ok rồi, thế nếu mà khi nào hát khi hình chương trình ấy thì là luyện thuộc một bài luôn ha, để lên dạ tặng đúng bạn trai cho nó vui. rồi. Ok, cảm ơn Thu nhiều. Hôm nay chỉ là phỏng vấn sơ lược thôi. Thì nếu có bạn trai phù hợp với lại có lịch ghi hình thì chương trình sẽ liên hệ với em để làm nội dung kỹ hơn ha. Dạ hồi chị, dạ em cảm ơn mọi người rất Cảm nhiều. ơn Dạ Thu. dạ em chào mọi người. Rồi. Alo. Rồi hello em ơi, bây giờ là em chủ động em chia sẻ, em giới thiệu về bản thân em, họ tên tuổi rồi công việc quê quán của mình ha. Nói chung là cứ chủ động chia sẻ đi, giống như kiểu là bây giờ là bọn chị là đang ngồi lắng nghe thôi, cần thêm thông tin gì thì bọn chị sẽ hỏi. Thì là về cá nhân em, điểm mạnh điểm yếu, rồi công việc hiện tại em đang làm, em đã trải qua bao nhiêu mối tình và em muốn tìm kiếm một mẫu người như thế nào ha. Mình cứ chủ động mình nói lớn lên nha. Hiện tại thì em tên là Tống Hạ Du, ngày sinh của em là 11 tháng 11 1995, em thuộc cung Bọ Cạp, quê quán của em là ở Tân Uyên Bình Dương và em đang làm việc tại Tân Uyên Bình Dương luôn. Công việc của em hiện tại là nhân viên văn phòng của một công ty sản xuất giày xuất khẩu. Tính cách của em thì em tự nhận xét mình là kỹ tính, có hơi xíu cầu toàn, hòa đồng, vui vẻ, nhưng mà có khi là em nói nhiều trong trường hợp với những người mà hợp tính. Còn điểm yếu của em thì cũng đôi chút cũng có lạnh lùng quá chị. Là sao? Điểm yếu của em là sao? Chỗ này chị nghe không rõ lắm. Hơi lạnh lùng với lại À. đối với người lạ, kiểu em có tính hơi đa nghi. Hơi đa nghi hả? Dạ đúng Tức là ban đầu gặp người lạ thì sẽ hơi đa nghi với họ một chút xíu, mình sẽ phải dò xét xem người ta như thế nào hả? dạ đúng thích thì ngoại hình ưa nhìn. Rồi, em làm nhân viên văn phòng thì cụ thể là em làm về cái gì? Vẽ mẫu hay là cái gì hay là như nào? Dạ em làm ở bộ phận thu mua á chị, thu mua hàng cho. Thu mua là thu mua nguyên liệu các thứ đấy hả? Dạ đúng rồi. Rồi. Tình trường thì sao nè? Mấy mối tình rồi? Dạ chính thức chị, một mối tình rồi học quen bạn lớp được 2 năm, thì sau đó là do là định hướng của hai người cũng khác nhau, thì vô trường khác nhau nên là cũng còn thứ hai thì cũng là với ba luôn, nhưng mà sau tay Sau thì khi mới ra trường đại học bắt đầu gặp lại bạn cấp 3 rồi quen bạn đó. dạ đúng rồi chị. Là hai cái người yêu của em á đều là bạn cấp 3 của em, một người là quen trong lúc đi học cấp 3, còn một người là ra trường gặp lại thì quen.
Dạ đúng rồi chị. Mối tình thứ hai thì em gặp được năm. Dạ. Được một năm à? Ồ, sao bên của Du nói nó cứ bị câu, nó bị cứ bị mất tiếng ấy nhỉ? Các bạn khác nghe có bị mất tiếng không chứ chị nghe sao nó cứ tiếng được tiếng mất nha. Chắc không? Nó bị đứt vậy. Ừ. Rồi, cho chị confirm lại là cái mối tình thứ hai của em là bạn cấp 3 sau khi ra trường gặp lại thì quen, thì em cũng quen bạn đó được khoảng 1 năm thì chia tay. Dạ đúng rồi chị. Đúng không? Rồi, một mối tình đầu là khoảng 2 năm. Dạ. Ừ, là hiện tại em chỉ có hai mối tình đó thôi hay là em còn mối tình nào khác không? Có nghĩa là chính thức là hai mối tình, còn ví dụ có những bạn khác cũng rồi những mối tình tìm hiểu và tán tỉnh nhau đúng không? Dạ. Chưa được gọi là chính thức tại vì chưa có một cái confirm xác nhận nào hết. Dạ đúng rồi chị. Ừ. Rồi ok. Chính thức là độc thân được khoảng bao lâu rồi? Chính thức là độc thân là 2020 là phải. Thế là trong vòng 3 năm có một số mối tình. Tức là trong vòng 3 năm là vẫn tìm hiểu, vẫn cà phê, vẫn đi ăn uống được với nhau, nhưng mà để xác định gọi là quan tâm và chăm sóc yêu nhau thì là chưa có đúng không? Dạ đúng rồi chị. Rồi bây giờ em muốn tìm mẫu người như thế nào? Rồi cô ấy. Rồi lại mất tiếng rồi, ngoại hình sao này? Ngoại hình thì tôi nhìn cao trên 1m7 trở lên. Dạ. Em 1m bao nhiêu? Dạ em 1m56. 56. Rồi bạn trai khoảng tầm 1m66 trở lên được không? 1m7, em hết 1m7. Thì không được 1m7 rồi 1m66 được không? 1m66. Dạ. Tầm. Được nha. Dạ. 1m6 nhưng mà nhìn người kiểu cân đối là cũng ok rồi, xây đúng không? Dạ. Rồi tuổi tác thì sao? Tính cách thì sao? Tuổi tác thì em từ 997 cho 1990. Tức là có thể chấp nhận nhỏ hơn em 2 tuổi ok đúng không? Dạ. Em quan trọng. Rồi về tính cách thì em sẽ thích một cái bạn thiên về nói nhiều, trầm hay là như thế nào? Em thì hơi trầm tính, thích một bạn mạt bát hơn chút. Nhưng mà đừng có quá lắm thôi chị. Đừng nói nhiều quá hả? Ok, quê quán thì sao? Quê quán ở khu vực trong năm Triều Bình. Tức là quê quán là bắt buộc phải ở Đông Nam Bộ hay là ở những nơi khác mà tới Bình Dương, thành phố Hồ Chí Minh lập nghiệp thì đều ok? Hay là em có không thích vùng miền nào không? Vùng... Tại vì em ở đây nên là ba mẹ ở đây, em muốn là Bình Dương luôn chị. Tại vì nếu mà quê thì sống này người ta với công việc hay gì đó họ đi hơi ngại đi. Thì quê ngoài đó thôi nhưng mà người ta xác định người ta làm nghiệp ở trong này. Thì em vẫn ưu tiên là ở khu vực Bình Dương chị. Là quê thì ở Bình Dương. Ok. Rồi, có tài lẻ gì không Du? Hát hò thì được không? Em không có tài lẻ tiên về nghệ thuật đó, em chỉ có khéo tay thôi. Hay là... Em làm gì? Ví dụ như là làm thiệp, rồi làm những cái bông hoa đồ này kia nhỏ nhỏ. May thế, bây giờ, thế bây giờ làm sẵn trước một món quà bằng tay thủ công đi, handmade đi, rồi ghi hình thì mang theo tặng bạn trai ha. Dạ, yeah. Ok, rồi cảm ơn Du nhiều nha. Hôm nay chỉ là một cái buổi phỏng vấn đầu tiên thôi. Thì có gì là chương trình còn làm nội dung với em lần 2 nữa, cũng như là